Hey, xin chào các bạn, mình là Gà và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel GZ. Hôm nay thì mình đang có mặt tại sự kiện của Vivo khi mà họ giới thiệu ra chiếc Vivo V20. Trước đây mình và Sang thì đã trên tay cho mọi người coi Vivo V20 phiên bản màu, đó chính là giai điệu hoàng hôn, tức là Sunset Melody ấy. Thì hôm nay thì mình đang cầm một cái phiên bản khác với cái màu sắc lúc trước mình bảo là mình không có. Thì màu này đó chính là dạ khúc jazz. Thì với cái màu này thì mình thấy là nó sẽ không sặc sỡ bằng màu của giai điệu hoàng hôn, nhưng mà cái màu này thì nó sẽ theo một cái hướng sang trọng hơn, nó lịch lãm hơn cho những bạn nào không thích cái màu kiểu nó năng động quá như cái phiên bản Sunset Melody. Thì với cái màu này thì tất nhiên là nó vẫn là mặt lưng nhám thôi, vẫn có cái gì đó rất là trơn tru và sờ vào cũng rất là sướng, tương tự như cái màu Sunset Melody. Tuy nhiên với phiên bản màu này á thì cái độ mỏng của nó sẽ là 7,38mm, tức là mỏng nhất trong cái phân khúc mức giá của nó. À mà sẵn nói về mức giá nhá, thì con này có mức giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì sẽ là 8.490.000 đồng. Đồng thời thì các bạn cũng được giảm 500.000 đồng trong đợt đầu này, khi mà nó sẽ còn là 7.990.000 đồng mà thôi. Đây là mức giá rất là ngon trong phân khúc chỉ 8 triệu, với cái độ mỏng cũng cực kỳ là ấn tượng ở chiếc máy này. Thì về những điểm khác của Vivo V20 ấy, thì mình sẽ chia sẻ nhanh thôi. Thì con này sẽ có cụm camera sau là 64MP này, camera ultra wide đa dụng các thứ là 8MP và camera mono là 20MP. Mình không nhớ lắm thì thông số sẽ để ở đây. Thì được cái là cái cụm camera này, cái cách thiết kế của nó nhá, rất là thích. Đó, cái kiểu thiết kế này nó rất là cao cấp, tương tự như con X50 hay là X50 Pro ấy. Mình rất là thích cái điểm này của con Vivo V20. Rồi, quay sang phần mặt trước nhá. Thì màn hình của nó thì vẫn là màn hình đục lộ, ý mình là màn hình giọt nước thôi. Thì cái này nhiều bạn không thích cho lắm, nhưng mà nói chung thì mình quan tâm nhiều hơn về hiệu năng hay vì là cái thiết kế như thế này. Rồi thì về con V20 này thì đây là một cái điểm cực kỳ ấn tượng của con máy này, khi mà đây là chiếc máy đầu tiên trong phân khúc sử dụng Android 11. Và thực sự về Android 11 các bạn chắc cũng không cần phải nói quá nhiều nhờ, nó dùng rất là mượt mà, và cũng như những gì mình đã chia sẻ cho mọi người về Android 11 ở trên con Vivo V20 rồi. Nói chung thì nó rất là ngon, không có gì để chê cả. Rồi, về cơ bản thì viên pin của nó sẽ là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W, và tuy cái dung lượng pin không được lớn bởi vì nó đánh đổi về cái độ mỏng của nó. Nói chung thì con V20 này là một con máy mình thấy rất là ngon trong cái mức giá chỉ là 8 triệu với cái độ mỏng là 7,38mm, rồi cũng như là Android 11, chip Snapdragon 720G, 80GB, 128GB, và những cái hiệu năng của nó mang lại thì cũng không có gì để chê cả. Và đó những cái chia sẻ nhanh của mình về con V20 phiên bản màu dạ khúc jazz, và cũng như là mức giá của nó là 8.490.000 đồng, được giảm 500k, tặng tai nghe True Wireless trả góp 0%. Và đây là một chiếc máy mình thấy rất là ngon, và mong là các bạn xem tới video này của mình. Nếu như các bạn thích đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của GZ. Là Gà, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.